Mỹ và bác mấy nó xấu hả? Đó, còn mấy cái người mà ở dưới này điện lên đó em, thì tôi nói đánh chính mấy cái người đó em, có làm sao nói vậy, tôi nói thẳng luôn. Cái người mà nói ba tôi ổng uống thuốc gần đêm, ổng mò mẫm sáng đêm không, mấy bà đó không ngủ được á. Tôi nói thẳng cái người đó đó, có nằm dưới sàn ổng không mà biết ổng uống thuốc một đêm ổng mò mẫm sáng đêm. Tôi nói thẳng với cái người đó mạnh như vậy đó, cái người mà nói ổng là heo nập á, tôi nói đánh chính là cái người đó đó. Đó là những cái gì mà tụi con muốn xuống tôi đây để mà nghe đi không như gì chế nói như vậy đó. Thứ gì muốn có đưa lên thì được. Chế nói thẳng cái người đó có nằm dưới sàn không mà đi nói với ổng là ổng là con heo nọc. Cộng đồng mạng người ta bình luận ta cũng biết chứ có gì không bình ẩn đỡ gì mà tới ra nói tại vì không biết sao ngay từ đầu á cộng đồng mạng người ta cứ nghe theo bên kia không à, người ta nghĩ gia đình mình xấu nên là bây giờ tụi em muốn xuống đây để mà trực tiếp gặp gia đình mình để mà đưa lên cho mọi người hiểu được một là cái diện giao trong hoàn cảnh gia đình chỉ mình sao là nếu đó. Mà nằm ở dưới sàn mới biết ổng chơi đi mấy cái rồi ổng lại heo nập như thế nào. Ổng quá đáng ý con người là quá đáng, tôi đứng ơn ở mình ơn nhậu đi một hôm cũng như con cái thì sanh quan tiệc ông đi một hôm đâu trực tiếp thành ra ba ổng muốn kiếm một người bà bầu bạn mình đi một hôm đó rồi thành ra mới lên trên chú Phúc chảnh á ấy và như gì hai lúc đầu á thì đây ai cũng chấp nhận hết. Còn cái gì sau này nè, ả nói là con cái bỏ bê là người sau này là không ai chấp nhận, thành ra con cái không ai lợi. Không ai lợi, không có cái gì đâu mà sao mới lợi con dê gì á, mà gác tính chứng ta được ta như vậy. Còn cái gì ở cả năm, bà tôi muốn không, không xin lên tới chẩn á, bà muốn không? Nói cái nào phải cho thực tế mới có loại dây lát nào mà bà chưa cho bà biết cái hoàn cảnh của ta, con cái này coi như thế nào. Có xác thật chưa? Nói lại hai phía đính chứng cho nó kỹ chứ chưa chân tung lên mạng cái dựng tung lên mạng. Tôi nói thẳng là cái cậu mà làm cái clip sao đó, tôi nói thẳng là muốn đi tới đâu tôi đi tới đó đó. Nó được cái kênh nó được bao nhiêu sốc bao nhiêu ngàn người rồi mà nó làm vậy hả? Cái gì đưa ai? Dạ dạ anh chào anh. Cái này là bên sáng lời bên Phúc Nghĩa chị nè, cái chuyện đệ tư người ta dù con cái ở nhà hay là bạn người ngoài người ta nói cho con nghe, còn cái này mà người ngoài mà nói cái cỡ đó cứ góp ý gì cứ góp ý anh cứ góp ý thì cứ góp ý vô tại mình người nhà mình cứ nói chính là cho ngoài chị ba chị bảy chị đứa nào muốn góp ý gì ra nói cho mình trong gia đình có quyền nói đi. Bây giờ tôi cũng không có ý kiến gì nhiều mà cũng gợi ý cộng đồng mạng nhà cộng đồng mạng đây không cộng đồng mạng mấy người làm biết đâu cũng như là Phúc Nghĩa hay làm Quy rồi cả mấy người mà tưởng là tung tin lên mạng á, đề nghị là chấm dứt dùng cái cục gửi đại lên nữa. Đó. À, thì nếu mà anh em tôi mà nếu mà có chuyện như vậy là anh em tôi đã tới chỗ là nếu là nhờ cơ quan chứ căn nhờ cơ quan áp lực luôn đó. Là tôi nhấn mạnh chỗ đó. Nếu mà mấy thằng mà đưa lên cái kinh dung dơ đó, cái kinh dung dơ đó phía mà cái tin là không có xứng đáng sai sự thật sai sự thật đó. Đó đó là chúng tôi là có thể là anh em tôi là lên tới chỗ hồi nhờ công an chính quyền địa phương là tại sở tại đó người ta làm việc chứ không phải thấy anh em tôi nín mà để là tôi ý kiến gì thôi dạ mà mấy anh mấy chị với em là thì nhóm của anh em của em ở xuống đây cũng mục đích là rất là mừng để gặp được gia đình tất cả mọi người để mà cùng nhau chia sẻ cái clip này để cho mọi người hiểu được. Còn mấy người mà nói xấu ba tôi lên điện thoại mà nói thông tin về trường hợp ở dính B với Hòa Hưng đó thì có thể là tôi từ từ tôi gặp mấy người đó yêu cầu cái tên Quy Đặng á là phải gỡ YouTube liền. Thì tên Quy Đặng á, tôi yêu cầu cái tên Quy Đặng đó là phải mở gỡ hết cái mà YouTube liền cho tôi. Còn nếu mà không ấy là anh em tôi lên tới nơi sẽ ra pháp lực. Tôi có nhiều ý kiến tôi nhiều rồi, quá bức xúc rồi đó. Dạ cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Thì tôi có nhắn mạnh nên tôi kính gửi lời đây là đăng lên tôi là
ý anh em nguyện vọng tôi là vậy đó. Mà nếu mà làm sai sự thật quá đang càng ngày càng nhiều quá thì chúng tôi là lên tới chảnh là nhờ cơ quan hôm nay người ta giải quyết. Tại vì á, bình thường á, mình nghĩ bình thường á là ông bác chỉ muốn là ông ngoại chỉ muốn lên đây để mà kiểu giống như là tìm một bầu bạn cho mình thôi. Nhưng mà không ngờ cái chuyện nó đi quá là xa, người thiêu dệt cái chuyện rồi bị đặt sai thông tin sự thật. Nó khiến đúng. Bây giờ là căn này á, cái xấu ai dạ. Nó xấu muốn đăng lên là đăng đâu. Dạ đúng. Nó xấu ai, nó xấu được là nó ăn ai đăng ai là cũng được sao. Nói gì đâu còn lục tát gì đâu, nó là bầu nhỏ. Cô nói đi. Với cái kênh khám phá 7. Tôi yêu cầu cái kênh khám phá 78 này phải là nhấc cái clip của ba tôi đó xuống liền. Đó, tôi quá bức xúc rồi. Có nghe một phía một à. Đúng ra đợt muốn đăng lên mạng thì cũng phải hai phía. Đức Phật sao như thế nào mới đưa lên chứ có ở đâu mà nghe một phía mà là ghi âm chứ không có được trực tiếp. Bây giờ cái người mà điện là cho mà cái kênh 78 này là nếu mà điện là cho số điện thoại đi, tên tuổi cho số điện thoại lên đi. Tại sao mà không dám cho số điện thoại mà đi nói xấu người ta? Rồi đó, tôi có ý kiến nhiều đó. Trời, yêu cầu cộng đồng mạng đó là phải gỡ cái YouTube đó xuống. Chứ giờ không có được. Chỉ là chỉ yêu cầu bên chú Phúc chú Nghĩa luôn. Không có ra chia sống đó thật á. Là yêu cầu là cái gốc. Phúc Nghĩa cái gốc á là chế như sự thật trước là cảm ơn chú Nghĩa chú Phúc. Không cái nào xấu nói với đính chính nha. Dạ dạ. Còn nói chú Phúc chú Nghĩa giùm ơn gỡ cái YouTube hết xuống cho chế đi. Đừng có đăng không lên nữa. Cũng tội rồi, lớn tuổi rồi đừng có để vậy con cái tội nghiệp cho con cái sau này con và cháu luôn. Dạ. Đó, chế yêu cầu con nhiêu đó thôi. Đó. Những kẻ giấu mặt. Những kẻ giấu mặt. Dạ. Những kẻ giấu mặt nó điện nó nói được mà cuối cùng nè cái số điện thoại nó giấu nó không cho số điện thoại đưa lên. Người giấu ta. Thằng tao mới nói cái kẻ đó chỉ nó nằm dưới sàn nó nói ba là. Bộ xác thực chi đâu? Tâm này heo nọc có xác thực được không? Chỉ nó ghi âm thôi. Chỉ là mấy cái người nói dụ ba ông heo nọc. Với cái mà chơi dần đêm bao nhiêu cái đó với mò mảnh sáng đêm ổng bà nào chịu nổi hết thì cái kẻ chỉ nằm dưới sàn ổng là mới biết chính xác như vậy thôi. Tôi có bao nhiêu lời đó đó. Dạ cảm ơn cả nhà. Thì tụi con là muốn đi ngày hôm nay xuống đây cũng vậy là những gì mà xuống đây xác minh xong sau khi muốn dàn xếp cái câu chuyện này cho xong đừng có những người mà đưa thông tin sai sự thật lên. Tại vì thấy ông ngoại cũng rất là nghiệp đi lên chở đường xá xa xôi đi lên rồi xong bây giờ đi về đây thì cũng không biết gì hết trơn. Rồi người ta cứ liên tục người ta lên người ta nói rồi khi giờ cộng đồng mạng người ta cứ thiên về một đó cái người ta bình luận người ta chỉ trích gia đình rất là nhiều thì đó người ta không biết người ta dạ. phải người ta ta thấy đăng gì người ta thấy đăng gì còn đăng tiếp mà dạ, đúng, đúng. trong góc nó đâu có biết gì đâu dạ. Chỉ là nghe một phía thôi bốt không vô đây nhà đứng cái gì nên là ngày hôm nay thì anh em con xuống đây thì cũng muốn là ghi hình ông ngoại với lại gia đình rồi xong á thì chia sẻ cái clip này lên để cho khán giả người ta hiểu được cái gia đình mình rồi đó thì cũng như là nãy giờ gia đình cũng yêu cầu là những cái số kênh mà đăng thông tin sai sự thật á thì rồi. Sẽ gỡ clip liền đó, thì cũng như là ngày hôm nay thì cũng xuống đây rồi thì những gì anh em đăng lên cũng như là những cái gì lời nói của anh em sẽ chịu trách nhiệm đó anh em con sẽ chịu trách nhiệm rồi đúng rồi đó. Như chú ở trên những cái clip dạ. Mà nó nói là tôi không có mà nói có dạ. Nó nói bếp nút không có, son bọng không có. Đó mấy cháu là thấy có không mà dạ. Nó nói tôi còn hỏi anh em bỏ bê. Bây giờ anh em bỏ ra không có không? Điện trong vòng 3 tiếng hồ không lại là 40-50 con dặn con dòng cháu là có 40-50 người luôn đó dạ. Nó bỏ bê là bỏ bê làm sao? Nó lên mạng nó nói là nó nói bỏ bê mà cái này tại cái gì ở ngay năm á thì anh em không tích chấp nhận dạ không, không chấp nhận hay là ủng hộ được còn cái gì ở phải có gì ở mà thì đầu tiên á thì đầu tiên là ai cũng chấp nhận chơn là cũng có lợi mấy người bị lo gần đây là gì ở ngày hai có nói gì dạ. Xấu là mấy anh nó sao mà ở đó như gì hai hả mà con đó mấy đứa con đầu đó gì hai bà lên mới là gì hai á nói gì sao nhận xét rồi biết rồi dạ mấy người là biết nhận xét rồi dễ hiểu rồi chứ lên mạng người ta cũng đâu muốn có nhiều mà cái kênh này quá trần cho nên số 78 này một cái mấy cái thằng mà điện á mấy cái thằng mà thằng 60 ông 60 tuổi á nó thằng quá đáng bị nó hổng với ông già mình mới kêu thằng thôi với ăn món quà hơn á thì ta nói thì chỉ có một cái là cái đó là nó nói chuyện là đó là mấy người đó là nó nói cái gì mà mình nghe cái từ lại nói đó nó cũng ngồi không nó không có trong cái dạ
ông già đây là cũng như cho cũng như là lớn hay lớn tuổi hơn đó mà nó kêu à, tên bọng nó hút cái chữ mắt dạy luôn hả? Rồi nó nhận xét người ta, nó có được cái gì đâu mà nó nhận xét người ta đó. Chứ không phải nó tốt gì đâu mà đấy, gọi nó nói chuyện phòng the còn mấy mình riêng chuyện vợ chồng nó biết cái gì mà nó kể thì ra. Tao nói chỉ là nằm dưới sàn á, nó mới biết cái chuyện đời tư ẩn thôi. Ờ nội bên đây mình nhận xét cái đó thôi là mình biết nó có cái dạng nó dạ với nó lại bây giờ con xin góp ý gia đình vậy với lại ông ngoại đi qua cái câu chuyện mà nó lùm xùm gì nè thì ông ngoại thấy cái sức ảnh hưởng mà khi mà đi lên tìm vợ trên mạng chưa ông ngoại? Thì tôi cũng đầu tiên thì tôi cũng tính đâu mà lên đó rồi để mình kiếm một bà để kết nối yêu thương đó. Kiếm bà về hữu hỷ trong lúc tuổi già. Bởi vì ở mình nên là thấy nó hiu quạnh quá đi, mà ở đây đó thì nói chung là mình cũng đi kiếm mấy bà mà giá mà bộ mình coi. Nhưng mà mấy bà nói thôi bây giờ anh về đây anh ở đi, tôi về anh thương tôi về đây ở chứ tôi không bỏ nhà được. Thì tôi mới là nghĩ đến cộng đồng mạng là nó sẽ giúp cho mình được có một người vợ để về mà hữu hỷ trong chút tuổi già, chứ tôi không có biết là cái chuyện mà nó nói xấu tôi này đó, những cái tin mà thất thiệt đó tôi không biết thiệt. Nhưng mà bây giờ thì mới là hiểu ra thì coi như là nó đã cái nhiều cái thành phần nó xấu quá xấu đi. Nên là sau khi cái chương trình này thì mình cũng như là mình cũng không muốn xuất hiện trên mạng ha ông ngoại, và cũng như là muốn các tất cả các kênh á thì đều gỡ cái clip của ông ngoại và những thông tin sai sự thật. Thì bây giờ nói chung là tôi cũng yêu cầu đó, mà bây giờ cái cộng đồng mạng đó thì bây giờ yêu cầu gỡ dùng cái clip ra hết đi. Bây giờ tôi nếu mà tôi có kiếm vợ đi nữa thì tôi kiếm bằng cách nào, chứ tôi không có là để con tôi nó bực bội quá trời quá đất rồi. Bây giờ chú thấy ra bây giờ nói chung là con cháu tôi đây đó chú thấy rồi. Mà chưa đó, và ở dưới tới gai dưới á. Năm mấy chục đứa cháu, 50-60 đứa cháu thì phải ít rồi. Còn không tin thì nói là bỏ bê. Đó, trong vòng 2-3 tiếng họ có điện rồi. Rồi cái cộng đồng mạng nè, ở gần gũi đây nè. Tôi nói ở gần gũi đây nè. Nói cho phải cho chính xác đâu ra đó nghe. Đúng. Chứ mà nói ở gần gũi đây nè, mà nói con cháu là không biết cái mặt để đâu rồi này kia. Xúc phạm tới tôi con cháu là không được nha. Ba tôi làm cái gì thì ổng có chịu trách nhiệm, chứ đằng này sự thật ổng đi, đằng này cũng con cháu không hay. Mà nếu mà ba tôi kiếm được như gì bé á thì đằng này cũng ủng hộ ổng đó, chứ còn theo cái gì sau này á, bởi vì ổng bả nói bả về mà không ai tiếp xúc hay là không có người nào lợi, bả về đây đằng này đâu có ai chịu quá đâu mà lợi tính chính như đó nè. Dạ rồi, cảm ơn gia đình thì cũng như là cái clip ngày hôm nay thì cũng đã đầy đủ gia đình của ông ngoại. Cũng như là lên tiếng đính chính những cái câu chuyện mà những cái lời đồn và khiến cho người dân người ta nghĩ xấu gia đình mình. Đúng. Rồi khiến cho gia đình mình bức xúc. Thì anh em con cũng xuống đây ghi hình xong ngày hôm nay thì cũng như là coi kết thúc. Không có muốn mà đẩy làm cái câu chuyện này cứ đi xa nữa, cứ gồm gà nữa. Nên là ngày hôm nay thì cũng cảm ơn gia đình với lại ông ngoại rất là nhiều đã chia sẻ cho con. Dạ. Rồi tôi cũng nói sao câu sau cùng. Tôi yêu cầu bây giờ đề nghị mấy anh làm clip á, là mấy ông người đăng đăng lên là bằng ba tôi đó, gỡ xuống, yeah. Đó, gỡ xuống là trong vòng thời gian sớm nhất, để cho anh em ở đây là lúc đó đã thẳng bức xúc lắm rồi, lại lên bốn tin ba bốn tin mới không. Mà là những kẻ giấu mặt đó, nói chung là những kẻ giấu mặt. Bây giờ tôi bất xúc nhất là cái kẻ giấu mặt mà không có biết xúc liền. Với gia đình tôi, với ba tôi là anh em tôi. Dạ. Chứ đừng có nên mà giấu mặt mà nói những lời xấu. Bây giờ tôi nào muốn nói cái gì á, cho số điện thoại ra mặt luôn đây. Là tôi mới phục. Chứ đừng có nói cái đó là... Ở đây là không cho số điện thoại. Đừng nói nó một phía mà... Dám nói thì dám chịu. Đăng lên thì chỉ muốn nói xấu là nó xấu sao? Đâu phải tụi nó nói chuyện tụi nó. Nếu mà nói đâu phải là ấy là ở đây liên hệ công an vô làm việc với mấy ông đó luôn. Thì tôi thẳng luôn đó, tôi nói thẳng luôn đó, trong vòng 1-2 bữa đó, tao lên tới chợt đó, tao nói thẳng luôn đó. Muốn nói xấu mà... nhân quyền người ta muốn nói xấu đâu được. Dạ rồi, cảm ơn nhà cả nhà.